báo Người Lao Động ngày 25 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, cảnh sát thuộc trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước vừa mở đường cho xe đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời. Khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 10, Cảnh sát Giao thông Đa Phước đang làm nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn ở khu vực ngã ba Đa Phước thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Lúc này, một người đàn ông chạy ô tô mang biển số tỉnh Long An đến đề nghị được hỗ trợ. Ông cho biết đang có sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Do lo ngại đường đông, cộng không biết đường nên đã nhờ cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện. Tổ công tác sau đó xin ý kiến của ban chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông Đa Phước rồi nhanh chóng lái mô tô đặc trùng mở còi hụ dẫn đường trong khoảng 20 phút để đưa xe chở sản phụ đến bệnh viện Hùng Vương, đường Hồng Bàng, quận 5. Ở những đoạn đường đông phương tiện hoặc giao lộ đèn đỏ, cảnh sát đã liên tục ra hiệu để phương tiện tấp vào trong nhường đường. Theo gia đình, sản phụ đã đến bệnh viện an toàn và gửi lời cảm ơn đến tổ công tác. Nếu trước đây sơ vỡ động mạch là cụm từ chỉ nghe thấy ở lứa tuổi trung niên và cao niên, thì nay căn bệnh này đã ngày càng phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim ở những người dưới 40 tuổi. Sơ vỡ động mạch ở người trẻ là tình trạng xuất hiện các mảng bám trên thành mạch xảy ra ở những người dưới 40 tuổi. Thực tế, dù ở những người trẻ cũng như người cao tuổi, vỡ sơ động mạch cũng vẫn là nguyên nhân chính, chiếm 80% các trường hợp nhập viện. Thông thường, ở người già, các tổn thương thường xảy ra cùng lúc ở 2 hoặc 3 động mạch vành. Trong khi đó, ở người trẻ có đến 60% chỉ tổn thương ở một động mạch vành. Nếu như ở người già, yếu tố tuổi tác và các bệnh lý do lão hóa là nguyên nhân chính dẫn tới sơ vữa, thì ở những người trẻ tuổi, các thói quen thiếu lành mạnh mới là yếu tố hàng đầu dẫn tới tình trạng này. Các thói quen đó bao gồm: hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây sơ vữa động mạch ở tất cả các lứa tuổi, bởi trong khói thuốc lá chứa nhiều chất độc có thể phá hủy hệ thống thành mạch, khiến các mảng sơ vữa dễ xuất hiện. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc lá thụ động cũng có thể gây ra vữa sơ động mạch. Đặc biệt là trẻ em sống trong gia đình có bố hoặc mẹ hút thuốc lá thường có biểu hiện vữa sơ động mạch từ rất sớm. Do nhu cầu công việc, người trẻ thường phải sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác, điều này gây tổn thương động mạch dẫn đến hình thành sơ vữa. Căng thẳng, áp lực thường xuyên do công việc. Các nghiên cứu chỉ ra rằng căng thẳng là một trong những nguyên nhân gây bệnh tim mạch nói chung và sơ vữa động mạch nói riêng. Sự gia tăng áp lực và thiếu các biện pháp cân bằng khiến giới trẻ có nguy cơ cao mắc bệnh này. Các bệnh lý có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Sự trẻ hóa của các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường khiến sơ vữa động mạch cũng có xu hướng xảy ra nhiều hơn ở những người trẻ tuổi. Lối sống thụ động, tĩnh tại. Lối sống tĩnh tại, lười vận động làm tăng nguy cơ tích tụ cholesterol và nguy cơ động mạch bị sơ vữa ở người trẻ. Ngoài ra, những đứa trẻ sinh non, sinh thiếu cân cũng có nguy cơ mắc bệnh sơ vữa động mạch từ rất sớm. Các nghiên cứu cho thấy, cứ thiếu nửa cân so với cân nặng lý tưởng làm tăng nguy cơ tim mạch của bé ở tuổi trưởng thành từ 5 đến 10%. Triệu chứng điển hình do mảng sơ vữa gây ra là đau tức ngực trái. Tuy nhiên, các bệnh nhân trẻ có thể không có bất kỳ triệu chứng nào trước đó, nhưng lại đột ngột xuất hiện nhồi máu cơ tim. Quá trình sơ vữa có thể bắt đầu từ rất sớm, nhiều trường hợp ngay khi chúng ta chào đời. Bệnh diễn biến nhanh hơn có thể bắt đầu từ lứa tuổi 15 trở đi và có thể nhanh hay chậm là do nhiều yếu tố khác nhau. Trong cái sự phát triển của xã hội những năm gần đây, thì giới trẻ họ thường lạm dụng các đồ ăn nhanh, các thực phẩm chiên dầu không lành mạnh, và có lối sống như cũng như là sử dụng các cái chất kích thích, thuốc lá rất nhiều, đến là cái đối tượng mà bị sơ vữa động mạch càng ngày càng trẻ hóa. Thậm chí tôi đã gặp những người mà 30 tuổi rồi mà đi siêu âm cũng đã thấy trong mạch cảnh vùng cổ xuất hiện mảng sơ vữa, và đã được khuyến cáo là cần phải cẩn thận, hết sức cẩn thận về cái vấn đề đấy. Thậm chí sau đại dịch Covid thì cái rối loạn đông máu ở trong lòng mạch cũng phát triển rất nhiều và trẻ hóa rất nhiều. Như chúng ta thấy rằng là trên báo đài gần đây có rất nhiều trường hợp là 20 tuổi và 25 tuổi cũng đã bị đột quỵ. Đấy cũng là một hồi chuông cảnh báo chúng ta cần phải để ý. Phát hiện sơ vữa động mạch thì chúng ta có thể có các cái phương tiện để chẩn đoán. Đầu tiên là siêu âm Doppler mạch là một trong những cái phương tiện mà khá là phổ biến ở các bệnh viện. Có thể tầm soát, đặc biệt chú ý đến gì? Đến siêu âm Doppler mạch cảnh, rồi siêu âm Doppler tim, rồi là siêu âm Doppler các mạch ở chi dưới và chân, là những cái có thể mà đánh giá được là tương đối là về cái hệ mạch chúng ta có dòng chảy có tốt hay không, hay có sơ vữa hay không. Còn đối với xét nghiệm máu thì chúng ta cần tầm soát là tiểu đường, cần tầm soát là các rối loạn mỡ máu. Đấy là những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể đi chủ động phải đi thăm khám ở các bệnh viện được. Bên cạnh đấy, nếu như mà đã có yếu tố nguy cơ về sơ vữa mạch máu rồi
Thì đối với những người lớn tuổi, những người có yếu tố nguy cơ thì chúng ta có thể chụp cái MSCT, tức là cái dựng hình mạch máu ở bằng CT để mà lập được cái bản đồ mạch máu để tìm xem là có vùng nào bị tắc hay là bị hẹp nhiều không. Đối với người khỏe mạnh thì những người có yếu tố nguy cơ như béo phì, lớn tuổi hoặc là có yếu tố nguy cơ sử dụng chất kích thích như thuốc lá chẳng hạn thì nên một năm đi tầm soát một lần. Còn với những người mà trẻ tuổi, khỏe mạnh, thể thao đều đặn thì có thể 2 năm một lần. Về sơ vữa động mạch thì vẫn giống như các hệ thống mạch máu khác, các bác sĩ vẫn đề cao cái vấn đề là chế độ dinh dưỡng của chúng ta phải hết sức lành mạnh, bỏ được thuốc lá là tốt nhất, và cuối cùng là tập luyện thể thao. Vì khi chúng ta có tập luyện thì cái hệ thống mạch máu của chúng ta nó sẽ khỏe lên cùng với toàn bộ cơ thể chúng ta và giúp cho hỗ trợ loại bỏ các cái chất không cần thiết trong lòng mạch, những cái chất có thể hình thành được cái mặt xơ vữa đấy. Và cứ đối với những người bắt đầu có yếu tố nguy cơ thì nên đi tầm soát một năm một lần cái hệ thống mạch máu của chúng ta. Cái đầu tiên mà dễ nhận biết nhất là gì, là đấy là có những cái cơn chóng mặt, đau đầu do thiếu máu não. Phụ nữ thì hay nhầm là rối loạn tiền đình chẳng hạn nhá. Đấy thì còn lại là những cái cơn chúng ta hay thường biết đến là thiếu máu não thoáng qua đấy. Không phải tự nhiên mà mạch máu lên não nó đột nhiên nó thiếu. Đấy là do có thể là cái lòng mạch của chúng ta nó đã bị xơ vữa từ trước rồi. Không kể đến những trường hợp bệnh nhân huyết áp thấp, đấy thì ít khi gặp. Nhưng mà đối với những người khỏe mạnh mà tự nhiên thi thoảng có những cơn đau đầu, đau nửa đầu chẳng hạn, hoặc là có những cái cơn là chóng mặt hoặc thậm chí ngất thoáng qua chẳng hạn, thì là chúng ta cần phải tầm soát xem là cái hệ thống mạch máu của chúng ta có vấn đề gì không. Đấy, mà cuối cùng đối với những người lớn tuổi có những cái triệu chứng như là đau nhói vùng vùng tim, đau nhói nhói vùng ngực thì cũng cần phải đi tầm soát hệ thống mạch vành cũng như các cái hệ thống mạch máu khác. Đấy là những cái mà chúng ta có thể nhận biết được. Theo thông tin cập nhật từ báo Dân Trí, ngày 24 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, trú thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi sát hại người. Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh MHV, 39 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, bị đầu độc bằng chất độc cyanua. Theo thông tin điều tra của công an, do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống nên Trang tìm mua chất độc cyanua với ý định sát hại anh V. Chiều ngày 20 tháng 10, trong quá trình di chuyển bằng ô tô từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh, Trang đã sử dụng chất cyanua đầu độc làm anh V tử vong. Người này sau đó đưa thi thể nạn nhân về một nhà trọ tại thành phố Hồ Chí Minh và đến sáng ngày 21 tháng 10, Trang lái ô tô hiệu Honda chở nạn nhân lên Lâm Đồng tìm nơi phi tang. Đến 12 giờ ngày 21 tháng 10, Trang chở thi thể anh V đến quốc lộ 20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sau đó lao xe xuống vực đèo. Vụ việc làm phần vỏ xe biến dạng, kính chắn gió bị vỡ, bung các túi khí trong xe. Trang bị thương nhẹ, được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe. Thi thể anh V thì được công an đưa về bệnh viện tại thành phố Bảo Lộc. Từ lời khai và các chứng cứ thu thập được, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang. Như Dân Trí thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về vụ ô tô con rơi xuống vực đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 21 tháng 10. Thông tin ban đầu, ô tô con di chuyển trên quốc lộ 20 theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Lâm Đồng, đến địa điểm trên thì chuyển hướng, lao xuống vực sâu hàng chục mét. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận nạn nhân Trần Nguyễn Thu Trang bị thương nhẹ, anh MHV tử vong. Ngày 22 tháng 10, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cầu ô tô bị tai nạn lên khỏi vực sâu. Theo báo Người Lao Động cho biết, vào ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Toàn, 48 tuổi, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Đức Toàn tự giới thiệu là người có mối quan hệ với các cơ quan trong tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có khả năng chạy án cho các đối tượng phạm tội được nhẹ tội. Do tin là thật nên ông TVC, chú huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã đưa cho ông Nguyễn Đức Toàn 150 triệu đồng để nhờ chạy án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Toàn không chạy án được mà cũng không trả lại tiền.
khi ông TVC đòi tiền thì Toàn không trả mà tìm cách trốn tránh. Do đó, ông TVC đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Qua quá trình điều tra, khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Toàn. Được biết, Toàn được giới giang hồ hay gọi là Toàn Cà Chua, đây được xem là một đại ca giang hồ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, Toàn còn là thành viên tổ tự quản tại chợ đêm thành phố Pleiku. Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong cho hay, vào ngày 15 tháng 10, báo Tiền Phong đăng tải bài viết triệu tập nhóm đối tượng chặn đường tác động tài xế và phụ xe khách tại Nam Định. Phản ánh vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 14 tháng 10, xe khách Mỹ Anh mang biển kiểm soát 18G00060 chạy tuyến giao thủy Nam Định, bến xe Yên Nghĩa Hà Nội đang lưu thông đến địa phận thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Trực thì bất ngờ bị ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 35A03259 chặn đường. Các đối tượng trên xe ô tô con mang theo hung khí cây gỗ và tấn công tài xế phụ xe của nhà xe Mỹ Anh, sau đó hai người này đã phản kháng lại. Hậu quả ghi nhận ban đầu tài xế Phạm Văn Hưng sinh năm 1993 và phụ xe Lương Minh Yên sinh năm 1983 bị đánh gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Hiện Công an huyện Nam Trực đang thụ lý giải quyết vụ việc. Liên quan đến vụ việc này, theo camera hành trình ghi lại, trước đó vào ngày 12 tháng 10, xe khách Thanh Phong, biển kiểm soát 18B00369 chạy cùng tuyến giao thủy bến xe Yên Nghĩa đã có dấu hiệu chặn đầu xe Mỹ Anh. Phụ xe Mỹ Anh cho hay, trước ngày chúng tôi bị đánh là ngày 12 tháng 10, xe khách Thanh Phong đã tạt đầu và chặn xe chúng tôi ở thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường. Sau đó họ có hành vi khiêu khích và yêu cầu chúng tôi không được đi giờ đó. Một trong những người đánh chúng tôi vào ngày 14 tháng 10 là chủ xe khách Thanh Phong, biển kiểm soát 18G00060. Đối với xe vận tải hành khách tuyến cố định, các phương tiện bắt buộc phải tuân thủ hành trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, cả hai xe khách này đã di chuyển sai hành trình được cấp phép. Bên cạnh đó, đi sai hành trình cũng được ghi nhận đối với xe khách Thanh Phong, biển kiểm soát 18B01611. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, kết quả trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe khách Thanh Phong biển kiểm soát 18B00369 có lộ trình đi qua các tuyến đường không được cấp phép gồm đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi, đoạn bến xe nước ngầm thuộc quận Hoàng Mai, đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trác, Nguyễn Thanh Bình, khu đất dịch vụ Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Xe khách Mỹ Anh biển kiểm soát 18G00060 có lộ trình sai phạm đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi, đoạn bến xe nước ngầm, đường 70. Xe khách Thanh Phong, biển kiểm soát 18B01611 đi vào nhiều tuyến đường không được cấp phép, đường Giải Phóng, bến xe Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai, các tuyến đường Lê Trọng Tấn, phố Nguyễn Thanh Bình, đường Vạn Phúc Hà Đông, Quang Trung, đoạn Bưu Điện Hà Đông, quận Hà Đông. Bên cạnh việc vi phạm hành trình như thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, sau ngày xảy ra vụ xô xát, phóng viên ghi nhận xe khách Thanh Phong biển kiểm soát 18B00369 di chuyển qua các tuyến đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trác, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội để đón trả khách. Xe khách Thanh Phong biển kiểm soát 18B01611 cũng vi phạm khi đi vào đường Giải Phóng gần với bến xe Giáp Bát và qua các tuyến Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Quang Trung, đoạn qua Bưu điện Hà Đông. Đối với xe khách Mỹ Anh biển kiểm soát 18G00060, phương tiện này hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, xe này cũng đã di chuyển sai lộ trình được cấp phép. Theo thông tin cập nhật từ báo Dân Việt vào ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can, trong đó bắt tạm giam 15 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Các bị can gồm Nguyễn Đình Chiến, Trương Thanh Toàn, Nguyễn Quang Đại, cùng chú quận Liên Chiểu, Trần Ngọc Phước Sang, Phan Anh Phú, Nguyễn Văn Hậu, cùng chú tại Hòa Vang, Đà Nẵng, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Nam, Dương Thành Long, Phan Tiến Hùng, cùng chú Đà Nẵng và Võ Quốc Cương, Trần Xuân Hậu, Phan Duy Quân, Trần Phước Hoàng, Nguyễn Ngọc Trung, Bạch Trương Thành Nhân, Nguyễn Duy Sinh, Lâm Thành Đạt, Lê Anh Kiệt, Nguyễn Thành Phước, cùng chú tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Trong số các bị can, Phan Tiến Hùng bị Công an quận Thanh Khê Đà Nẵng khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản vào cuối năm 2023, đang trong thời gian tại ngoại thì tham gia gây án. Còn Trần Phước Hoàng và Nguyễn Ngọc Trung cũng trong thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ Tòa án Nhân dân huyện Duy Xuyên xét xử về tội gây rối trật tự công cộng, vẫn tham gia hỗn chiến.
Theo điều tra, vào tháng 5 năm 2024, Võ Văn Khiêm, 18 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, xem mạng xã hội TikTok của nhóm Hòa Mỹ ở quận Liên Chiểu thì bình luận trêu chọc, khiêu khích nên xảy ra mâu thuẫn. Khiêm và nhóm Hòa Mỹ hẹn gặp lúc 1 giờ ngày 26 tháng 5 tại đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi hẹn, Khiêm nhờ Trương Thanh Toàn giúp sức thì Toàn về xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên huy động thêm khoảng 20 người mang theo dao phóng lợn, đao kiếm tự chế và hai thùng vỏ chai bia làm bom xăng ra Đà Nẵng. Cùng lúc này, một nhóm thanh thiếu niên khác khoảng hơn 30 người do Trần Ngọc Phước Sang cầm đầu có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Quang Đại nên Sang huy động thêm người đi trả thù. Trong lúc nhóm Sang đi tìm nhóm Đại thì phát hiện nhóm Khiêm và Toàn từ Duy Xuyên vừa ra đến đường Nam Chân phía trước bến xe trung tâm Đà Nẵng để chuẩn bị đánh nhau với nhóm Hòa Mỹ. Do nhận nhầm nhóm Sang là của Đại nên nhóm Sang đã vác đao kiếm tấn công. Bị đánh bất ngờ, nhóm Khiêm Toàn bỏ chạy toán loạn, riêng Nguyễn Duy Sinh thì chạy không kịp, bị nhóm Sang đánh trọng thương. Sang cũng chỉ đạo đồng bọn lấy chiếc xe máy do nhóm Khiêm Toàn bỏ lại. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Báo Dân Chí đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, người đàn ông mặc quần đùi, áo thun trắng, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, tiếp cận một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn An Ninh, có địa chỉ tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Người này nhanh chóng bẻ khóa chiếc xe máy hiệu Future đang dựng trước quán rồi tẩu thoát. Phát hiện trộm, chị NL là nhân viên của cửa hàng và cũng là chủ xe, nhanh chóng chạy ra nhưng người này đã chạy xe đi. Hơn 30 phút sau, người đàn ông này tiếp tục với một tiệm hớt tóc trên đường DT743B ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An rồi bẻ khóa chiếc xe hiệu Vision. Anh HNB 37 tuổi, quê ở Long An, là chủ xe cho biết anh là khách của tiệm. Trong cốp xe còn có một điện thoại iPhone 13 và gần 20 triệu tiền mặt. Sau vụ việc, chị L và anh B đã tới công an phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An để trình báo. Công an nhận định đối tượng có đồng bọn đi cùng, khả năng là đã thực hiện nhiều vụ trộm xe trên địa bàn tỉnh. Khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 10, lửa bất ngờ bùng lên ở tầng trệt của căn nhà trên đường Bùi Hữu Nghĩa ở phường 1, quận Bình Thạnh, thuộc khu vực chợ Bà Triều. Thời điểm này, ngôi nhà đã đóng cửa tắt điện. Công tác dập lửa tại chỗ không được triển khai kịp thời nên lửa bùng lên nhanh chóng, có nguy cơ cháy lan qua một cửa hàng thực phẩm bên cạnh. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa bên ngoài. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Bình Thạnh đã huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Người dân tại hiện trường cho biết căn nhà này kinh doanh gà quay, gà nướng, v.v. Khi xảy ra cháy, những người đang ngủ trên lầu đã kịp thoát ra ngoài. Vụ cháy làm tầng trệt căn nhà bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Cập nhật từ báo Dân Trí cho biết, ông Huỳnh Công Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Dương cho biết, lúc 15 giờ ngày 22 tháng 10, có một bé trai khi đang tắm suối Lỡ ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cùng gia đình thì mất tích, nghi bị nước cuốn trôi. Ông Khanh cho biết, khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử nhiều lực lượng cứu hộ mặc áo phao, lội suối tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi mưa, nước ở suối dâng cao, chảy xiết, nên đến tối lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu. Theo người dân địa phương, suối Lỡ ở xã Cửa Dương là đoạn hạ nguồn của suối Mơ, chưa có đơn vị quản lý khai thác. Suối Lỡ có địa hình phức tạp, nhiều phiến đá bằng phẳng, nước chảy thành những thác nước thấp, xếp chồng lên nhau. Chiều cùng ngày, thành phố Phú Quốc mưa to và gây ngập cục bộ, nhiều khu vực bị ngập sâu. Theo ghi nhận từ báo Bảo vệ Công lý, vào khoảng 17 giờ 25 phút cùng ngày, tuyến metro Nhổn – Cầu Giấy ghi nhận sự cố về điện trên đoạn từ ga Lê Đức Thọ đến ga Cầu Giấy. Vụ việc khiến cả tuyến tàu phải tạm dừng phục vụ. Nhiều khách hàng vẫn cố gắng chờ đợi và mong sự cố sớm được khắc phục. Tuy nhiên, do sự cố diễn ra vào giờ cao điểm, số lượng khách hàng đông nên phần lớn trong số họ chuyển sang phương tiện di chuyển khác. Tại nhà ga, ngoài phát loa thông báo, nhân viên metro cũng giải quyết hoàn vé cho những hành khách vừa mua vé nhưng chưa sử dụng. Theo thông tin cập nhật, đoàn tàu hoạt động trở lại lúc 18 giờ 22 phút. Đây là lần đầu tiên tuyến metro Nhổn ga Hà Nội ghi nhận sự cố từ khi mở cửa khai thác thương mại. Thông tin từ báo Hà Nội Online cho biết, nhận định về diễn biến bão số 6, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, chiều ngày 24 tháng 10, bão Trà My đã vượt qua kinh tuyến 120, đi vào Biển Đông và trở thành bão số 6. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo trong vòng 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 15 km/h và có xu hướng mạnh dần lên khi di chuyển tới khu vực phía đông của khu vực Hoàng Sa với cường độ có khả năng đạt mạnh nhất là cấp 12 giật cấp 15. Trong những ngày tới, do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành phía đông Philippines, nên hướng di chuyển của bão sẽ còn có sự thay đổi bất thường, đặc biệt là khi đi qua khu vực Hoàng Sa trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ. Khoảng sau ngày 26 tháng 10, bão số 6 có thể di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý. Ngoài ra, do tác động của bão khoảng ngày 25 và ngày 26 tháng 10, thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền, ngư dân và chính quyền các địa phương trong vùng dự báo có khả năng ảnh hưởng cần lưu ý đến sự nguy hiểm của gió mạnh, sóng lớn trên biển ở khu vực phía bắc giữa Biển Đông. Từ chiều tối ngày 24 tháng 10 trở đi, vùng biển khu vực Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9. Sau đó sẽ tăng mạnh theo quá trình tăng cấp của bão. Khu vực phía nam của Biển Đông chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6, biển động. Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, mới đây, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật nội soi thành công cắt thận tận gốc cho bệnh nhân điều trị ung thư thận. Cụ thể, 5 bệnh nhân 51 tuổi trú tại Hoa Lư, Ninh Bình có tiền sử khỏe mạnh vào viện khám vì lý do gầy sút cân khoảng 5kg trên 1 tháng. Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả chụp các lớp vi tính ổ bụng phát hiện khối u thận trái có kích thước 4,5 x 5cm và được chẩn đoán u thận trái. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc cho bệnh nhân. Bệnh nhân được cắt toàn bộ thận, niệu quản trái cùng với lấy bỏ toàn bộ tổ chức mỡ quanh thận, nạo vét hạch điều trị triệt căn. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân được rút hết dẫn lưu vào ngày thứ 3, có thể đi lại bình thường và được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Các bác sĩ cho biết, ung thư thận là ung thư có tỷ lệ mắc đứng thứ 9 ở người trưởng thành và đứng thứ 3 trong ung thư hệ tiết niệu sau ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bàng quang, nhưng lại là ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Đa số các trường hợp ung thư thận được phát hiện tình cờ khi đi kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc khi người bệnh đã tiến triển khi xuất hiện các triệu chứng tiểu ra máu, sơ thấy khối u vùng bụng, gầy sút cân. Đặc điểm của ung thư thận là nó sẽ có cái triệu chứng đái máu đấy. Đó là cái dấu hiệu khá là đặc trưng và thường là cái dấu hiệu báo động để cho người ta đi tầm soát. Thứ hai nữa là đôi khi có một số trường hợp có thể gây ra đau. Những cái người nào mà đi kiểm tra siêu âm định kỳ cũng có thể phát hiện thấy ở giai đoạn sớm. Khi chúng ta phát hiện ra ung thư thận ở giai đoạn sớm, chúng ta phải phẫu thuật. Nếu chúng ta phẫu thuật sớm thì coi như là chúng ta khỏi bệnh. Còn nếu chúng ta để muộn thì cái cơ hội chữa khỏi bệnh là gần như rất là khó khăn. Bởi vì cái đặc điểm của nó là nó khó điều trị bằng hóa chất. Và các cái thứ thuốc hiện nay là ít tác dụng. Bên cạnh đó thì nó có thể có di căn và di căn rất là xa. Hiện nay có một số các cái biện pháp điều trị mới để điều trị ung thư thận ở giai đoạn muộn, nhưng mà cái kết quả nó cũng thật sự là chỉ cải thiện được phần nào thôi, và cái hiệu quả điều trị thì nó không phải lúc nào cũng vượt trội một cách đáng kể rõ rệt so với những cái nguy cơ khi mà chúng ta điều trị, bởi vì cái tác dụng phụ của thuốc nó cũng có quá nhiều, bệnh nhân cũng rất là mệt mỏi, thế vì vậy mà lại còn tốn kém nữa, cho nên là thường là chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta phải tầm soát nước tiểu và chúng ta làm siêu âm định kỳ để chúng ta có thể phát hiện ra ở giai đoạn sớm, và khi đó thì cái cơ hội của chúng ta nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và đặc biệt ung thư thận mà phát hiện ở giai đoạn sớm, chúng ta điều trị bằng phẫu thuật là chúng ta có thể yên tâm. Cũng theo bác sĩ, dù không có nguyên nhân cụ thể gây ra ung thư thận, nhưng các yếu tố nguy cơ có thể khiến tần suất mắc ung thư thận cao hơn như là hút thuốc lá, sử dụng hóa chất. Ung thư thận thì thường nó cũng không có nguyên nhân nào cụ thể. Nó không có nguyên nhân nào cụ thể cả. Không phải là do vi trùng, cũng không phải là do các yếu tố nào mà gọi là trực tiếp. Thế tuy nhiên người ta cũng nói rằng là ví dụ như là các cái yếu tố nguy cơ như là hút thuốc lá này, rồi là sử dụng hóa chất này, rồi là ăn uống một cái chế độ mà quá nhiều thịt hoặc là ăn những cái loại thịt mà đã qua chế biến ấy, nó cũng có một cái phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến cái tần suất mắc của ung thư thận. Vậy ung thư thận có dẫn đến tử vong hay không? Có chứ.
Ung thư thận thì cũng như tất cả các loại ung thư khác đều có thể có nguy cơ tử vong nếu chúng ta phát hiện muộn. Ở cái giai đoạn mà bệnh đã tiến xa, không còn có khả năng can thiệp thì cái chuyện tử vong là chắc chắn. Cũng theo bác sĩ, tỷ lệ người mắc ung thư thận trong số bệnh nhân mắc các bệnh lý về tiết niệu không phải là quá nhiều. Tuy nhiên, số người mắc ung thư thận trong thời gian hiện tại nhiều hơn so với trước đây. Thực ra chúng ta chưa có một cái thống kê ở Việt Nam là có bao nhiêu phần trăm người là bị mắc ung thư thận trong số tất cả các bệnh lý về thận. Bởi vì bệnh lý thận là nó là chuyên về bên chuyên ngành thận, còn ung thư thận thì nó lại tập trung ở bên phía tiết niệu. Vì vậy cho nên là cái tỷ lệ mà trong tổng số các loại bệnh lý về thận tiết niệu thì mình chưa có thống kê cụ thể. Thế nhưng mà nếu nói về cái tỷ trọng của ung thư thận trong số những cái bệnh nhân mà bị bệnh lý tiết niệu ấy thì nó không phải là rất nhiều, mà cái bệnh lý nhiều thường gặp vẫn là sỏi hoặc là một số các cái dị dạng đường tiết niệu. Ung thư thì gặp ít hơn. Tuy nhiên chúng ta lại nhận ra một cái điều mà khá là báo động, đó là cái tần suất chúng ta gặp ung thư thận về cái thời gian sau này thì nó có cái xu hướng là gia tăng hơn so với những cái thời gian trước đây. Đó, thì đây cũng là một trong những cái mà có lẽ cũng phải cảnh báo, đó là có thể tác động của môi trường, có thể tác động của hóa chất, có thể là do cách chúng ta ăn uống sinh hoạt thay đổi, những cái thói quen nó không được lành mạnh, có thể nó có tác động tiêu cực làm cho bệnh có thể xuất hiện nhiều hơn. Đó, thì hiện nay ở Việt Nam của chúng ta, nhất là ở những cái đơn vị mà chuyên về tiết niệu ấy, thì ung thư thận cũng có một cái tần suất gặp tương đối là phổ biến. Nhiều người nghĩ rằng ung thư thận sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản, thậm chí là vô sinh. Tuy nhiên, theo bác sĩ An, ung thư thận cũng như là các loại ung thư khác, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời thì không ảnh hưởng đến chức năng sinh dục. Tuy nhiên, nếu để muộn, các khối u ác tính có thể biến chứng và di căn. Có chứ. Ung thư thận thì cũng như các ung thư khác thôi. Tức là nếu ở giai đoạn sớm thì người ta vẫn có khả năng sinh con, vì nó không ảnh hưởng đến vấn đề về chức năng sinh dục. Ung thư thận tức là một cái khối u ác tính, nó mọc ra ở trong thận và thường ấy là nó đầu tiên là nó nằm ở trong thận, sau đó nó sẽ xâm lấn ra ngoài thận, nó sẽ đi vào các cái khu vực giải phẫu lân cận, nó đi vào trong hạch bạch huyết và nó di căn xa. Và khi mà nó đã đi ra khỏi cái thận rồi, nó không còn nằm ở trong cái bao thận nữa, thì khi đó là cái nguy cơ mà nó lan ra rất là xa. Và nhất là nó có thể nó dẫn đến các cái biến chứng. Cũng có những trường hợp nó bị vỡ, gây ra chảy máu. Cũng có những trường hợp nó có thể bị hoại tử, bị nhiễm trùng. Đó, thì những cái đó là có thể có, tức là những cái biến chứng do khối u. Nhưng mà cái đặc điểm là sau này nếu chúng ta để muộn thì nó sẽ di căn.